Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại thuốc được sử dụng rất phổ biến trong chăn nuôi thú y. Nó có tên là Bioanazin C. Thuốc này nó có tác dụng là kháng viêm, hạ sốt, bổ sung vitamin C, giúp thú nhanh hồi phục. Như vậy thì chúng ta sử dụng thuốc này trong trường hợp nào? Thứ nhất là nó là thuốc kháng viêm. Kháng viêm thì dùng để điều trị các triệu chứng viêm. Viêm thì nó có thể xảy ra bất cứ cơ quan nào trên cơ thể. Miễn nó có một trong bốn dấu hiệu nóng, đỏ, sưng, đau thì nó đã là viêm và chúng ta phải chích thuốc kháng viêm. Như vậy thì chẳng hạn như chúng ta sẽ tiêm cho nó khi mà con vật nó bị viêm da, nổi mề đay hay là lấm chấm màu đỏ ở trên da bị ngứa, chúng ta cũng tiêm được. Viêm khớp thì chúng ta có thể chích Anagin C này cùng với kháng sinh, chẳng hạn như Amoxicillin. Viêm phổi thì chúng ta có thể chích Anagin C này với Doxycycline hay là Tylosin. Thứ hai là hạ sốt, khi nào con vật bị sốt. Thông thường đối với các kỹ sư chăn nuôi hay là bác sĩ thú y các bạn, thì người ta có trường hợp người ta sẽ đo, dùng ống thủy để đo nhiệt độ. Có trường hợp người ta khỏi cần đo, người ta cũng biết nó sốt. Ví dụ như con vật nó đang ăn bình thường, cái tự nhiên ngày đó nó giảm ăn hoặc nó bỏ ăn luôn thì là nó đã bị sốt rồi đó. Nếu mà nó giảm ăn là sốt ít, còn nó bỏ ăn luôn là sốt nhiều. Thì chỉ lúc đó thì người ta chỉ cần chích bioanagin C này thôi là đã giải quyết được vấn đề. Đối với những con vật nhỏ hơn giống như là chó mèo thì người ta sẽ dùng ống thủy đo cho nó chính xác. Thì khi nào chó mèo bị sốt, đối với chó thì nhiệt độ bình thường của nó là từ 38 độ rưỡi cho tới 39 độ rưỡi. Nếu mà chúng ta dùng ống thủy nhét vào hậu môn của chó và chúng ta đo được 40 độ C, có nghĩa là chó đã bị sốt nhẹ. Nếu mà chúng ta đo được 41, 42 độ là chó đã bị sốt nặng. Đối với mèo thì nó thấp hơn chó nửa độ, thì nhiệt độ bình thường của mèo là từ 38 cho tới 39 độ. Nếu mà chúng ta dùng ống thủy, chúng ta nhét vào hậu môn mèo, chúng ta đo được nhiệt độ là 39,5 độ C, có nghĩa là mèo đã bị sốt nhẹ. Còn nếu mà 40 độ C thì nó bị sốt nặng, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái bioanazin C này để xử lý. Và cần lưu ý là ở mèo chúng ta không chích được cái paracetamol. Nó cũng có tác dụng giảm sốt nhưng mà cơ thể mèo nó không có phân giải được paracetamol. Đó là lý do nhiều khi chúng ta thấy mèo sốt, chúng ta coi thuốc rồi cái đầu chúng ta thấy paracetamol có tác dụng giảm sốt, chúng ta chích vô vài ngày sau con mèo chết queo. Bởi vì đó là vấn đề chúng ta phải nhớ, phải để ý. Rồi ok, tiếp theo thì nó là bổ sung vitamin C. Vitamin C thì như các bạn biết là nó có tác dụng là tăng cường sức đề kháng, giúp cho cơ thể tăng cường cái quá trình trao đổi chất hấp thu để cơ thể khỏe mạnh hơn. Trong một số trường hợp con vật nó bỏ ăn do thay đổi thời tiết hoặc là do di chuyển đường xa hay do bị stress tiếng ồn gì đó thì chúng ta chỉ cần chích vitamin C hoặc cho uống vitamin C là đã giải quyết được vấn đề rồi. Do đó nó cần thiết trong cái điều trị bệnh thì thường người ta sẽ bổ sung thêm vitamin C. Thì khi mà các vấn đề của con vật được xử lý thì nó sẽ ăn uống được và cơ thể nó sẽ hồi phục thôi, bởi vì nó có tác dụng là giúp thú nhanh hồi phục. Tiếp theo thì chúng ta coi coi cái thành phần của nó. Cái thành phần của nó là gồm có anagin và vitamin C, và cái tên nó là anazin, nó hơi khác khác vậy thôi. Tiếp theo là chúng ta coi cái công dụng mà nhà sản xuất người ta hướng dẫn sử dụng. Công dụng là hạ sốt, giảm đau, kháng viêm, chống stress trên heo, bò, trâu, dê, cừu, bê, nghé, chó, mèo.
liều lượng và cách dùng. Chó, mèo, heo là 1 cho tới 2 ml trên cân trên lần. Heo thịt, dê, cừu, bê nghé là 5 cho tới 7 ml trên cân trên lần. Trâu, bò, heo nái, heo nọc là 10 ml trên cân trên lần. Đường cấp thuốc là tiêm bắp thịt ngày 2 lần cho đến khi hết triệu chứng bệnh. Lưu ý là nên phối hợp với kháng sinh trong các trường hợp nhiễm trùng. Như vậy, những cái trường hợp nào nhiễm trùng mà chúng ta cần phải chích thêm kháng sinh là trường hợp nó ho, nó viêm phổi là bị nhiễm trùng, trường hợp nó viêm khớp có thể bị nhiễm trùng có thể không, cho nên chúng ta chích thêm kháng sinh cũng tốt, trường hợp nó viêm da cũng có thể bị nhiễm trùng cũng có thể không, thì chúng ta có thể thêm kháng sinh hoặc là không, cái đó là tùy vào điều kiện của chúng ta thôi. Nói chung những cái mà nó thuộc về bệnh là đã bị nhiễm trùng rồi các bạn. Chẳng hạn như bệnh viêm phổi là nó đã bị nhiễm trùng. Viêm vú, viêm tử cung là nó đã bị nhiễm trùng, mấy trường hợp đó chúng ta phải chích thêm cái kháng sinh. Kháng sinh thì chúng ta có thể chích ở đường phổi thì chúng ta có thể chích thêm tylosin, doxycycline, chlorpheniconazole, còn ở đường sinh dục thì chúng ta có thể chích thêm oxytetracycline, ở da thì chúng ta có thể chích thêm amoxicillin, khớp cũng vậy amoxicillin. Cung cấp đầy đủ nước và chất điện giải cho thú trong thời gian điều trị, ok, thì giống như người thôi, bị thiếu nước thì không thể nào khỏe được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thích hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Bên cạnh đó thì các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký để cập nhật những cái video mới nhất của mình. Chào các bạn.